Yên Phương Việt TV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2017. Việt TV đang có mặt tại chùa Xá Lợi, thành phố Paris, tiểu bang Maryland để gửi đến quý vị một số hình ảnh trong lễ hội nhớ ơn mẹ lần thứ 5 của chùa tổ chức. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận sau đây. Mùa Vu Lan là dịp để cho tất cả mọi người con dành hết tất cả tấm lòng, tình cảm thiêng liêng nhất cho đấng sinh thành của mình. Và như thông lệ hàng năm, vào mỗi tuần thứ ba của tháng 8, chùa Xá Lợi tại thành phố Frederick, Maryland lại tổ chức lễ hội nhớ ơn mẹ. Và năm nay được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật ngày 19 và 20 tháng 8 năm 2017. Chương trình khai mạc lễ hội được bắt đầu vào sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 8 với phần ca nhạc và đại lễ Vu Lan được bắt đầu trong chánh điện vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật. Theo như truyền thống mà người ta đặt để trong lễ Vu Lan. Và khi lễ Vu Lan như vậy, chúng ta trong đời được trao cái gì cho nhau, quý vị? Theo như một cái thông lệ mà người ta đã đặt ra, trong lễ Vu Lan, các thầy, các cô thường trao cho chúng ta cái gì? Thấy ta? Thầy Bảo Thành, chủ trì chùa Xá Lợi, cho biết ý nghĩa lễ hội nhớ ơn mẹ. Chùa Xá Lợi tổ chức lễ hội nhớ ơn mẹ vào mùa Vu Lan, lễ mà chư Phật đã dạy ý nghĩa là có đạo hiếu. Và nương vào cái ngày lễ Đức Phật dạy, chùa mở lễ hội nhớ ơn mẹ để chúng ta không giới hạn trong cái tinh thần Phật giáo, nhưng mở rộng để tất cả những người con có mẹ có thể quy tụ về, không cần biết mình thuộc tôn giáo nào. Chúng ta có một nơi để cùng tới chia sẻ về tình mẹ. Và đây là năm thứ năm, mỗi năm tổ chức như vậy, có trên 20.000 người Việt từ các tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và người Mỹ ở địa phương về đây để cùng hòa vào với tinh thần lễ hội nhớ ơn mẹ. Sau phần nghi lễ, thầy Bảo Thành, chủ trì chùa Xá Lợi, dẫn các Phật tử đi tuần hành các tượng Phật trong khuôn viên chùa. Nam Mô Đại Hiếu. Trong hai ngày lễ hội, phần văn nghệ với các tiếng hát ngọt ngào và đầy truyền cảm của các ca sĩ. Mẹ là một cái gì đó linh thiêng nhất. Và chị Duyên có nói là giữa cha và mẹ thì đương nhiên cha cũng yêu thương con, nhưng mà nghiêm khắc hơn. Cho nên lúc nào mà mình vòi vĩnh thì mình cũng mong mình kiếm đến mẹ, thì lúc nào mẹ cũng cưng hơn và thương hơn, lo cho con. Cho nên mẹ sẽ chắc chắn sẽ giúp mình. Trong khuôn viên rộng lớn của chùa, rất nhiều gian hàng được bày bán. Chương trình lễ hội kết thúc vào lúc 10 giờ tối Chủ nhật. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong lễ hội nhớ ơn mẹ lần thứ 5 diễn ra tại chùa Xá Lợi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yến Phương tường trình từ Paris, Maryland.